vị, ở vòng loại tiếp theo thì là vé vẫn như cũ 30.000 đồng. 30.000 đồng đổi về một cơ hội, một cơ hội là vé để may mắn cho tất cả quý vị để nhận qua, đó chính là 5 phân vàng BNC cho tất cả quý vị. Vâng, nào bây giờ Bi Phụng, Cát Thi và bây giờ kêu em là Sơn Ca, Sơn Ca ha. Cái kêu lệ câu và cái nó khó chịu quá. Vâng ạ, và thiên tha Sơn Ca, Bi Bi Phụng và Cát Thi mời hai người lên đây để hỗ trợ chúng em và quay số cho điểm tăng hai nhân tay lên mình Sơn Ca đúng không quý vị ơi? Đó. Chị mời em gái luôn. Rồi. Rồi một vị khán giả. Ở đây một vị khán giả. Chị mời Doratino lên đây. Doratino lên đây cái gì? Lên đi em ơi. Lên đi. Rồi nhớ rõ mẹ đúng quý vị ơi. Cái mặt của em đúng là cho bé người bổ. Thôi ơi. Lên đi em. Chắc rồi em không. Từ từ. Em ấy đó. Ra cái cửa ái này bùng ghê thôi. Mà chị Phùng ác đi. Dạ này chị Phùng bác rất là ác. Sao thế chị? Bác mời tàn là Hugo cỡ đại biểu. Rồi bây giờ chúng ta có lại chiếc chiếc tay tầm trung chặt bắt đầu. Vô số. Tao tự tấu lại luôn. Anh có luôn. Anh có thể là không? Bác bông cửa ác thôi. Bác bạch chị Phùng ca ngủ quý vị ha. Quá đẹp. Quá đẹp. Quá đẹp. Quá đẹp. Quá đẹp. Quá đẹp. Đây là cái trang độ ông vợ đó. Cái đồng tiền nào thì các cô dì tôi đánh đầu quá. Anh ấy cụ cái này thì các bạn giữ vậy. Cái này thì các bạn giữ vậy. Rồi nó lên rồi. Chúa ta nào. Số thì ta còn số thì đi. Số thì đi số thì ta còn số thì đi. Nhà kế cho kêu lên. Số thì ta 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 Còn anh ơi, còn anh ơi, anh sẽ không chỉ cả anh ơi, 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 anh ơi
kinh nọ. Ai làm giải đâu quý vị? Phật tổ mà sao tập không có hả? Vừa điểm đi qua đã có chuyện giải. Một lần nữa thì khán giả nào được giải không? Vô hàng đâu em? Có hàng hai không? Có một cái à? Tàu su. Vì chúng ta khoan dù sẽ ghé đi chết tình trạng bình rồi nha. Và giờ tiếp theo vẫn là 30 ngàn đồng. Không cờ mà vô được có hàng hai. Sau 5 câu vàng. Tuyệt vời thưa quý vị. Ngay từ bây giờ bắt đầu vào xuống. Thưa quý vị. Bữa mới kêu 4 còn trúng luôn đó. Cái điện thoại đó. Ủa. Lớn lên kinh trùng nữa. Đưa. Mà có kinh trùng luôn. Không, 1 năm đúng hiệu đúng như lời. Bữa em kêu sâu lên 28 người luôn kìa. Ôi. Đúng rồi. Đưa lên cho khán giả xem có một nha. Cái đó bữa đó anh mà có chúng anh không dám lên. Cái đó còn nhiều luôn là làm gì cho nó nhiều. 28 người. Ghê gì chứ. Chị cảm ơn nghe đi Lệ ơi. Rồi cảm ơn thầy và em xin phép được tặng cho cô ơi. Con tặng luôn gấu trúc nha. Rồi anh trai cũng được gấu luôn. Thưa quý vị, lấy thêm đi rồi đang lấy thôi. Giải thôi. Có ai chung trùng không ạ? Nếu không chúng em xin phép được trao tặng toàn bộ giải thưởng đó là 5 phân vàng. Cho cô đây hay cũng là kiểm tra vàng ở trong. Cũng có vàng không nghe nhiều khi có cái túi không. Cái túi không ạ, chào thêm một cái hệ thống nhạc khoa Sài Gòn tâm đức. Giữ gìn và tôn chim tụi cười của bạn rồi. Có vàng không ạ? Giơ tay lên. Đó, chào mọi người. Tuyệt vời. Dạ, xin chúc mừng cô. Dạ, chúc mừng cô. Dạ, có chụp nữa. Vâng, cái dòng lời này chúng em đem ra đó là dòng lời 30 ngàn đồng vé. Và một lần nữa, rất là mong quý vị khi tham gia và tham dự mình nhớ thực hiện đúng thông điệp 5K để bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng trước dịch bệnh Covid trong quốc kịch. Còn ngay bây giờ, xin mời mình hôm nay về sân khấu cùng với cô gặp gỡ Nguyễn Đẹp, Ngọc, Khánh, vỗ tay của quý vị ơi! Chế rồi, chế rồi. Nhiều Khánh đang hay. Mình là những tình chúng ta sẽ được gửi tới quý vị, cũng như là chào thân thương.